Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một trang web đào Tirit nha các bạn. Thì trang này được mang tên là 5iusd.com nha mọi người ha. Và bây giờ thì mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn cách mà đăng ký nha. Rồi thì ở cái phần đăng ký nè mọi người điền cho mình là cái tên tài khoản ha. Và sau đó thì chúng ta sẽ tạo một cái mật khẩu nè và xác minh là cái mật khẩu nè. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo một cái mật khẩu rút tiền nha các bạn, tức là cái mật khẩu quỹ đó. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập lại cái mật khẩu quỹ ha. Sau đó thì mọi người điền cái mã code nha các bạn. Sau đó mọi người điền cái thông tin Telegram của mình vô. Sau đó thì chúng ta sẽ điền cái mã xác nhận nè. Sau đó các bạn bấm đăng ký là được nha. Ở đây thì mình đã đăng ký rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đăng nhập luôn nha. Rồi đăng nhập thành công nha các bạn. Thì ở đây thì bạn sẽ nhận được là 1.000 USD nha các bạn ha. Nhưng mà bạn phải kích hoạt nha các bạn. Thì ở đây là gồm có là gửi tiền nè, rút tiền nè, chia sẻ nè, thêm app cũng như là đăng xuất nha các bạn ha. Còn cái này là các nền tảng nha các bạn, cái chung là cái ví của mình á. Rồi ok, cũng như là membership, đang có rất là nhiều membership đang chơi nha các bạn. Còn đối tác toàn cầu là có là Binance nè, rồi CoinDesk nè, Bitman nè. Về phần trendy đó thì ở đây nó sẽ cộng cho bạn là 3 Tirit ha, cũng như là 3 USDT là mỗi ngày nha các bạn ha. Và thu nhập trên nền tảng đám mây. Qua đến phần đầu tư nè, thì ở đây đối với cái này á, là mình sẽ đầu tư bằng đồng USDT nha các bạn ha. Ví dụ như là cái này là 1 ngày sẽ được 5%, này 3 ngày sẽ là 1.8, còn này 5 ngày sẽ là 10%, còn 5 ngày nữa là 1.9. Nó tùy thuộc vào cái giá khởi điểm. Còn cái này á, là 7 ngày nè sẽ là 2%, 15 ngày sẽ là 2.3 nè, 30 ngày á, sẽ là 4.5 và 45 ngày sẽ là 5.0 nha các bạn ha. Ví dụ như mình sẽ chọn như cái gói này đi, thì ở đây mọi người sẽ thấy là cái giá khởi điểm nó là chỉ là 2 USDT thôi. Và mắt của nó là 10 USDT nha các bạn ha. Đó. Thì ở đây mọi người nhập vô và nhập mã code, nhập xác nhận là được nha các bạn. Rồi ok. Và khi mọi người đầu tư thì nó sẽ nằm ở phần này nha các bạn. Ở đây thì nó có phần chia sẻ này, các bạn hãy chia sẻ cái mã code này lên Facebook hoặc Zalo các bạn. Và khi mà có người tham gia thì bạn sẽ nhận ngay cái quà hồng ha. Rồi. Thì ở đây mà các bạn mà muốn nhận được là 10.000 TX nè, cũng như là 1.000 USD thì ở đây mọi người bấm vào gửi tiền nha các bạn ha. Đó. Thì ở đây sẽ ra tài khoản cơ bản và tài khoản khuyến mãi nha. Và lưu ý là chúng ta sẽ nạp là sau 24 giờ. Và giờ tính theo giờ là cái giờ của trong thời gian nó ghi nha các bạn ha. EST nè, đó mọi người bấm dài giúp mình. Rồi ở đây mọi người sẽ sao chép nha các bạn. Và lưu ý là từ 5 tới 10 phút thì nó mới vô nha các bạn nha. Rồi thế đây mình đang sử dụng ví trết nha các bạn. Đây, ví trết. Mình sẽ bấm mật khẩu vô nha. Ok nè, ở đây thì mọi người bấm tròn giúp mình nha. Ở đây thì mình sẽ bấm là gửi nè. Và ở đây thì mọi người bấm dán giúp mình nha. Sau đó thì mọi người bấm là 20 Tirit nha các bạn ha. Đây cứ khoảng 20 Tirit, ở đây là khoảng 1.6 đô các bạn. Rồi bấm xác nhận giúp mình nha. Ok. Rồi thì mình đang gửi số lượng 20 Tirit đi nha các bạn ha. Và cái đây bạn đợi một chút nha. Nó sẽ được nha các bạn. Rồi. Ok, thì chút xíu nữa thì mình sẽ rút về cho các bạn xem nha. Ở đây thì mọi người bấm là đã hoàn tất quá trình là nạp tiền nha. Đã hoàn tất quá trình là nạp tiền. Rồi. Đây thì mọi người đợi một chút nha. Đây thì mọi người bấm dịch nè. Đó. Đã hoàn tất quá trình là nạp tiền nè. Gửi thành công, nếu không thì sẽ nhận lại nè. Ok ha. Rồi ok thì mình sẽ bấm vào phần của tôi nè. Thì ở đây thì mọi người đợi ha. Thì ở đây mọi người sẽ lưu ý nè. Ở đây có phần đội nè. Mọi người có thể là kiểm tra được level 1 nè, level 2 và level 3 của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục nó là danh sách lợi nhuận nè. Thì đây mình nạp tiền vô thì nó sẽ nằm tại đây luôn nha, tại vì nó chưa cập nhật á. Ở đây chuyển sang cơ bản có nghĩa là khi mà mình tuyển rep với các bạn thì các bạn có thể là chuyển từ số lượng chuyển đổi nè, nhập qua đây nha các bạn ha. Đó, sau đó mọi người bấm xác nhận là được. Cũng như là phần thông báo này, ở trong phần thông báo này thì mọi người sẽ xem được cái mô hình là giới thiệu nha mọi người ha. Thì các bạn sẽ tuyển rep, các bạn được nhận cái hoa hồng á, thì hoa hồng thì nằm bên dưới nè, các bạn có thể xem được ha. Cái cách mà mình tuyển rep á các bạn. Đó. Ok nha. Cũng như là ở đây phần trên nè, phần lợi nhuận nè, ở đây mọi người sẽ nhận được là 10% nha các bạn ha. Đó. Rồi ok, thì tiếp tục nữa là mình sẽ nói về phần ứng dụng ha. Các bạn hãy tải ứng dụng mình chơi cũng như là đổi mật khẩu này nọ nha các bạn. Lượng tiền mình gửi vô các bạn thì nó cũng đã vô nha các bạn ha. Rồi thì bây giờ thì mọi người sẽ bấm vào rút tiền nha các bạn. Ở đây nè, bấm vào. Thì ở đây mọi người hãy chỉnh nó về là Tirit nha các bạn nha. Đó, Tirit. Đó, thì ở đây mình sẽ rút được là 0.6 Tirit nha các bạn. Thì ở đây thì mọi người sẽ ghi là 0.6 nha. Máy quay lên. Ok, bây giờ vào mọi người vào phần bot list nào mọi người sẽ thấy nha. Ok, đây nè. Ở đây thì mình sẽ rút về rồi nha các bạn nha. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ đến cái phần app của mình coi tiền nó về chưa nha. Mọi người bấm vào cái phần là
viết viết BNC nha. Này mình đã rút về viết Binance ha. Ok, thì 0.6 của mình thì nó cũng đã về nha các bạn ha. Các bạn sẽ thấy nha. Rồi thì mình cũng xin được là mến chào nha.